Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xác định có 500 triệu đô la Mỹ được Ngân hàng Thế giới cho vay sau khi Việt Nam được chọn là một trong những dự án trọng điểm của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Phần còn lại sẽ đến từ nguồn thu từ tín chỉ carbon và quan trọng nhất là vốn tín dụng ngân hàng. Trên cơ sở định hướng từ Ngân hàng Nhà nước, phía Ngân hàng Nông nghiệp cũng đã chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng cho vay. Tôi chọn là 24 hợp tác xã và doanh nghiệp tham gia vào cái đề án này. Thì trong đó thì đã làm việc được với 9 cái hợp tác xã đã mở tài khoản và đăng ký các cái dịch vụ tại Aribank. Theo các ngân hàng, việc bố trí vốn không khó, nhưng muốn đẩy nhanh tiến độ thì yêu cầu cấp thiết là các địa phương phải công bố được danh sách những vùng chuyên canh, các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia đề án. Ủy ban nhân dân các tỉnh cũng cần phải xây dựng cái định mức chi phí dựa trên cái định mức kinh tế kỹ thuật đối với cái việc canh tác này. Dựa trên đó thì có thể cung cấp đầy đủ vốn hơn. Đấy, vì mỗi một địa phương thì có sẽ có một cái chi phí sản xuất khác nhau. Đấy, chứ nó không đồng nhất. Việt Nam là trường hợp đầu tiên thực hiện giảm phát thải trên lúa với quy mô lớn. Các quy trình đều mới, chưa có căn cứ cụ thể. Vì thế đòi hỏi các bên phải có sự vào cuộc, cùng hoàn thiện. Mục tiêu đề ra là cứ một đồng vốn sẽ cho sinh lợi khoảng 4 đồng.